Cảm ơn người tặng quà. Một anh ở thành phố, anh chị ở thành phố đã tặng cho bà ngoại bộ bàn rất là đẹp luôn. Cảm ơn nhiều. Làm đậu bắp non á, trái chút 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 mà thịt non á, đậu bắp á, đâu làm cái nhỏ nhát không được, nhát chút xíu mới ăn cái thịt nè. Để lâu.